Mình xin chào bà con. Này mình xin thông tin giới thiệu cho bà con một cái lô rẫy bán mặt đường nhựa. Trên đất có một căn nhà xây cấp 4 rộng rãi nha bà con. Nhà cửa gỗ, trần gỗ. Đây, đất của mình là bán mặt đường nhựa liên xã. Bề ngang bán mặt đường là 38 mét nha bà con. Ở đây là dân cư ở tương đối là gần, hầu như là mỗi rẫy là mỗi nhà. Đây, cái rẫy của mình đây là có một căn nhà máy thái rất là rộng luôn. Đây, từ vị trí đất của mình đây mà đi ra cái trục đường quốc lộ 14C thuộc về xã Thuận Hà. Thì từ vị trí đất của mình đây mà ra quốc lộ 14C thì nó chỉ có khoảng 2 km nha bà con. Mà để mà ra tới ủy ban xã Thuận Hà thì nó khoảng 5 km. Đi về trung tâm huyện Tuy Đức theo đường quốc lộ 14C thì chỉ có khoảng 8 km thôi. Đây thì lô đất mình đang thông tin hình ảnh giới thiệu cho bà con đây là có cái diện tích trên sổ là 1 hecta. Bên trên là bán mặt đường nhựa, bề ngang là 38 mét, chạy dài xuống đụng khe suối, ao hồ. Thì đất của mình là trên bám đường, bên dưới là giáp khe suối, có một cái ao riêng nha bà con. Nói chung là nguồn nước tưới là thoải mái. Thì thế đất là tương đối bằng, hầu như là nó bằng từ trên đường xuống tới suối luôn bà con ạ. Đó, thì trên đất là có một căn nhà xây cấp 4. Hôm nay mình ghi hình ảnh là không có chủ nhà ở nhà. Cho nên là mình không có vô bên trong, mình ghi cái không gian bên trong được. Bà con thông cảm. Thì trên đất tổng diện tích là 1 hecta, 10.000 m2 nha bà con. Có một căn nhà xây cấp 4. Ngoài ra là trên đất là có trồng cà phê, tiêu. Thì cái số mà cà phê theo như mình thấy thì nó khoảng 800 cây cà phê kinh doanh nha bà con. Ở đây là mình thấy là cà phê có hai lứa tuổi. Cái loại cà phê bà con đang xem trên màn hình đây là năm thứ 5 nha bà con. Và một số là cà phê già khoảng hơn 10 năm. Và cái số trụ tiêu thì nó khoảng 600 trụ tiêu đẹp nữa. Mình ghi từ trên đường xuống tới dưới chân rẫy. Đưa rẫy cho bà con xem qua. Thì rẫy thì nó có những cây trồng là có những số là cây đẹp, cây xấu. Nếu mà cắt ghép thì mình cắt cái chỗ xấu đi. Còn cái này mình không cắt ghép. Quay từ trên xuống dưới luôn thì trên đất là có những cây trồng gì bà con có thể xem qua clip. Cây tốt cây xấu đều có. Thì ngoài tiêu cà phê ra thì mình thấy còn có một số cây bơ 034 và mít, từ mít thái. Thì theo như mình thấy là cái số mít thái thì nó khoảng 50 cây, bơ thì trồng khoảng 50 cây. Tất cả đều cho trái nha bà con. Thế đất rất là bằng, đất đỏ bà vàng tơi xốp. Đây, số trụ tiêu này là nó khoảng hơn 500 trụ bà con. Cà phê thì khoảng 800 cây. Bơ và mít, mỗi thứ 50 cây. Tất cả đều cho thu nhập, đều cho trái. Đất bằng nha bà con, đất đỏ bà giang tơi xốp. Ở đây thì được cái là khí hậu rất là mát mẻ, không có thua kém gì Bảo Lộc Lâm Đồng nha bà con. Đây thì mình xin nhắc lại tổng số cây trồng ở trên đất, trên tổng diện tích đất là 1 hecta, có sổ đất trồng cây lâu năm. Trụ tiêu thì nó khoảng hơn 500 trụ tiêu nha bà con. Cà phê thì nó khoảng
800 cây. Bơ 034 và mít Thái thì mỗi thứ 50 cây. Đất bám cái trục đường nhựa liên xã, bề ngang là 38 mét, chạy dài xuống đụng khe suối, nói là khe suối nhưng mà nó là cánh đồng ruộng luôn bà con ạ. Thì trên đất của mình là nó có một cái ao riêng. Từ vị trí đất mà đi ra tới đường quốc lộ 14C thì nó chỉ có 2 km, ra tới ủy ban xã Thuận Hà thì nó chỉ có 5 km, mà đi về trung tâm huyện Tuy Đức thì nó khoảng 8 km. Vị trí thì nó gần trung tâm huyện nhưng đất thuộc về xã Thuận Hà của huyện Đắk Song nha bà con. Theo cái trục đường quốc lộ 14C đó thì hai đầu đường đều thông ra quốc lộ 14A. Nối từ huyện trung tâm huyện Tuy Đức đi ra trung tâm huyện Đắk Song. Đường xá rất là thuận tiện. Bà con nào mà có xem qua clip này của mình mà cảm thấy nó phù hợp với điều kiện, nhu cầu và tài chính của mình thì liên hệ với mình qua số điện thoại có thể hiện bên góc trái màn hình nha bà con, để mình thông tin thêm cho bà con. Đó, mình nói lại cái địa chỉ đất thuộc về xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đất có tổng diện tích là 1 hectare 10.000 m2. Giá chủ